Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Cali Home của California Fitness and Yoga. Mình là huấn luyện viên Kim. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái bài tập yoga tại nhà. Tham gia lớp học ngày hôm nay có hai hội viên của Cali. Bên phải của mình là chị Luận ạ và bên trái là Thanh ạ. Bài ngày hôm nay là bài Gentle Yoga. Bài này sẽ phù hợp với tất cả mọi người, kể cả những người mới bắt đầu. Để theo dõi nhiều hơn những video này thì mình có thể truy cập và theo dõi ở trên Facebook của California Fitness and Yoga. Việc tập yoga sẽ giúp cho giấc ngủ của mình sâu hơn, duy trì vóc dáng thon gọn và giúp cơ thể dẻo dai. Ta bắt đầu vào lớp luôn ạ. Ta ngồi giữ thẳng lưng, nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít sâu, thở, hít vào căng lồng ngực, thở cuộn vai ra sau, thả lỏng vai. Hít sâu hướng cột sống lên cao, thở, thả lỏng từ đỉnh đầu xuống vai. Hít sâu, thở, thả lỏng từ vai đến các ngón tay. Hít vào thật sâu, thở chậm hốt sâu bụng. Hít sâu, thở, hít sâu, thở. Ta niệm mầm mồm. Hít sâu. Ô. Hít sâu. Ô. Hít sâu. Ô. Xoa nóng hai lòng bàn tay. Áp tay lên đôi mắt. Hít sâu. Thở vuốt nhẹ sang bên. Tiếp tục chào ạ. Hít vào áp tay lên mắt giữ. Thở từ từ hạ tay. Tay giữ thẳng lưng. Buông lỏng hai tay ngang mông. Hít vào vươn tay căng ngực nhìn lên. Thở hạ tay cúi cằm thả lỏng. Hít sâu vươn tay căng ngực. Thở cúi cằm thả lỏng. Lần cuối hít sâu. Thở. Vòng hai tay ra sau, tay phải của mình nắm cổ tay trái. Hít vào giữ thẳng lưng đồng thời kéo căng bắp tay trái. Thở nghiêng đầu sang phải. Căng luôn phần cổ trái giữ. 5 4 3 2 1 Hít vào đưa đầu về chính giữa đồng thời đổi bên kéo căng bắp tay phải. Thở nghiêng trái. Căng phần cổ phải. Mở ngực đồng thời nghiêng sau giữ. 4 3 2 1 Hít thẳng lưng vươn hai tay hướng trần. Thở đan các ngón tay đỡ sau gáy. Hít vào mở cùi chỏ căng ngực nhìn lên. Thở khép khuỷu tay cúi sau cằm. Hít sâu căng bắp tay cao cằm.
thở, hít sâu, thở, lần cuối hít sâu, vươn cao cằm mở ngực giữ, 5 4 3 2 1, thở khép khuỷu tay cuối sau cằm nóng dần gáy giữ, 5 4 3 2 1, lật lòng bàn tay hít căng bắp tay thẳng lưng, thở nghiêng phải, hít vào thẳng lưng, thở nghiêng trái, hít sâu, thở, hít sâu, thở. Lần cuối cùng hít vào căng bắp tay rướn cao người lên, thở cố định bụng lại, nghiêng sau sang phải giữ, 6 5 4, từ từ đẩy ngực của mình về trước, tư thế sâu hơn, 3 2 1, hít vào thẳng lưng căng bắp tay rướn cao người trở lại, thở đổi bên, đúng rồi, hơi cố định bụng, đẩy ngực về trước, tư thế sâu hơn, 4 3 2 1, hít vào duỗi thẳng hai tay thẳng lưng, thở vặn người sang phải, đưa mặt nhìn ra sau, hít vào vươn tay thẳng lưng, thở đổi về sang trái, hít vào, thở, hít vào, thở. Lần cuối hít vào, thở, vươn cột sống lên cao, đẩy ngực đồng thời mở dàn vai, đưa mặt nhìn theo vai phải hướng ra sau, 5 4 3 2 1, hít vào vươn hai tay hướng trần, thở đổi bên, đúng rồi, vươn cột sống lên cao trước, đẩy ngực đồng thời mở vai giữ, 5 4 3 2 1, hít vào vươn hai tay, thở tay chống ra sau, mũi tay hướng về phía chân, hít vào đẩy ngực lên, thở ra cuộn vai áp lòng bàn tay, căng ngực cao cầm, giữ thẳng thắt lưng, cố gắng lòng bàn tay chạm sàn, cảm nhận hơi thở sâu dần, cao ngực hơn, 5 4, cố gắng lòng bàn tay chạm sàn nào, 3 hạ lòng bàn tay, 2 1, thẳng lưng, hít vào dang rộng hai tay, thở nghiêng trái, căng lưng phải, hít vào nâng người dang rộng tay, thở ra đổi bên sang phải, hít vào, thở trái, hít vào, thở phải, lần cuối cùng hít sâu, thở cố định mông trước, hạ cùi chỏ sau, từ từ rướn cánh tay phải, đẩy ngực, cảm nhận căng dần lưng phải, giữ, 6 5 4 3 2, giữ nguyên tư thế nào, mình hạ luôn tay phải dạng sàn, đúng rồi, đi bộ hai tay sang bên trái, cố định hông của mình ở dưới sàn, bây giờ mình bám chặt các ngón tay phải xuống, đúng rồi, kéo giãn lưng phải sâu hơn, giữ, 6 5, bám chặt tay, thẳng tay, thẳng tay phải, đúng rồi, 4 3 2 1, nâng người, hít vào dang rộng hai tay,
Thở nghiêng phải, hạ khuỷu tay, rướn cánh tay trái, đẩy ngực về trước, cố gắng giữ mông không lên khỏi sàn, tập trung tư thế sâu hơn. 4 3 2 1 Giữ nguyên tư thế, mình hạ tay trái chạm sàn, đi bộ hai tay, bám chặt các ngón tay trái xuống, kéo giãn phần lưng trái cơ thể sâu hơn. Giữ. 6 5 4 3 2 1 Hít vào, dang rộng hai tay, căng ngực nhìn lên. Thở ra, đan các ngón tay, đẩy lòng ngực ra sau, cúi cằm. Hít sâu, mở tay căng ngực. Thở, căng bắp tay, đẩy lòng ngực cúi cằm. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Căng bắp tay, đẩy lòng ngực ra sau, cúi cằm, giữ. 5 4 3 2 1 Hít vào, dang rộng tay, đồng thời vặn ngược tay của mình ra sau. Đúng rồi. Thở, nắm chặt lòng bàn tay lại, siết bắp tay, vặn xoắn hai cánh tay về trước. Hít vào, thả lỏng, vặn ngược tay ra sau, đồng thời mở ngực luôn. Thở, nắm chặt tay, cố định bụng lại. Hít sâu. Thở. Lần cuối. Hít sâu. Thở, nắm chặt tay, chắc bắp tay lại, cố định bụng. Tư thế căng hơn. 3 2 1 Buông lỏng hai tay, duỗi thẳng lưng chân về phía trước, lên xuống đùi, xoay cổ chân. Xoay hướng ngược lại. Gập duỗi mũi chân. Duỗi thẳng mũi chân về phía trước, cụp các ngón chân, kéo giãn mu bàn chân của mình. Căng hơn. Thôi, xếp quắp chân, mũi chân hướng về phía mặt. Hai tay của mình chống ngang mông, rướn dần cột sống lên cao, cố định bụng lại, giữ. 5 4 3 2 1 Thả lỏng lên xuống đùi. Mình ngồi về phía đầu thảm, mở hai chân bằng chiều ngang, dựng mũi chân, vươn thẳng lưng. Hít sâu, vươn hai tay hướng trần. Thở ra, dài lưng gập người sang phải. Hít vào, nâng người vươn tay. Thở, dài lưng gập người sang trái. Hít vào, vươn tay. Thở, phải. Hít vào. Thở, trái. Lần cuối, hít sâu. Thở, tay ôm lòng bàn chân hoặc cổ chân. Mỗi lần hít sâu, xoay mông kéo dài cột sống. Mỗi lần thở ra, tư thế sâu hơn. Hướng mũi chân phải về phía đầu. Đúng rồi. Mở vai, rút ngắn khoảng cách đỉnh đầu mũi chân. Giữ. 6 5 4 Đẩy bụng xuống đùi. Đúng rồi, dài lưng hơn. 3 2 1 Đổi bên, hít vào, vươn hai tay. Thở, tay nắm lòng bàn chân, giữ nào. Hít sâu, xoay mông của mình kéo dài cột sống trước. Thở, hạ cùi chỏ. Mở vai, hướng đỉnh đầu về phía mũi chân, giữ. 7 6 5 Tư thế sâu hơn, dài lưng. 4 3 2
Một hít vào, vươn hai tay hướng trần, thở vặn người sang phải, trùng tay hạ thấp. Hít vào, nâng người vươn tay, thở ra đổi bên sang trái. Hít vào, vươn tay, thở phải. Hít vào, vươn tay, thở. Lần cuối cùng mình tập trung hơn, hít sâu, vươn tay, thở vặn người sang phải. Đúng rồi, tư thế nào cố định hông của mình xuống trước, trùng dàn tay, kéo giãn cột sống, hạ thấp trán khi được. 5 4 3 2 1 Hít vào, vươn hai tay hướng trần, cao người trở lại. Thở ra đổi bên. Đúng rồi, giữ hông của mình ở dưới thảm trước, tay đặt trong thảm, từ từ trùng tay, hạ thấp dàn trán, giữ. 5 4 3 2 1 Hít vào, vươn hai tay hướng trần, thở quay sang phải, dang rộng hai tay. Hít vào, vươn tay, thở đổi bên sang trái. Hít vào, vươn tay, thở. Hít vào, thở. Lần cuối, hít sâu, thở. Bây giờ tập trung nào, tay trái của mình nắm ngón cái chân phải. Đúng rồi, hít vào, kéo dài cột sống lên mở ngực. Dễ thì mình hạ tay phải xuống, khó hơn mình vòng luôn tay phải ra sau, cố gắng chạm được đùi trái. Mỗi lần hít sâu mình vươn cao cột sống, mỗi lần thở ra vặn người tư thế sâu hơn, giữ. 5 4 3 2 Giữ nguyên tư thế nào, hít vào, vươn tay phải hướng trần. Đúng rồi, bây giờ tay trái của mình di chuyển nắm cổ chân phải, trùng tay trái xuống. Đúng rồi, rướn cánh tay phải. Ở tư thế dễ thì mình nâng cao tay phải và đẩy ngực vặn người. Ở những hội viên tập lâu hơn thì mình cố gắng nắm mũi chân còn lại, vặn người giữ tư thế sâu hơn. 7 6 5 Cố gắng giữ mông xuống. 4 3 2 1 Hít vào, vươn hai tay, thở vặn người sang trái, dang rộng tay. Tay phải nắm ngón cái của chân. Đúng rồi, hít sâu, vươn cao cột sống lên trước, thở dễ, hạ tay chạm sàn, khó vòng ra sau nắm đùi. Mỗi lần hít vào đẩy ngực lên cao người, mỗi lần thở ra cố gắng di chuyển tư thế sâu hơn. 5 4 3 2 Giữ nguyên tư thế, hít vươn tay trái hướng trần. Bây giờ di chuyển tay phải nắm cổ chân trái. Đúng rồi, trùng tay phải xuống. Tư thế dễ, rướn cánh tay vặn người, khó hơn mình tìm mũi chân. Đúng rồi, giữ. 7 6 5 Mình cố gắng đừng lật hông. 4 3 2 1 Hít vào, vươn hai tay hướng trần, thở hai tay chống ra sau, đồng thời co hai chân, lòng bàn tay chạm sàn. Hít vào, đẩy ngực lên, thở nghiêng chân sang bên phải, đưa mặt nhìn sang trái. Hít vào, nâng chân, thở ra đổi bên. Hít vào, thở. Hít vào, thở. Lần cuối, hít sâu, thở. Tì đùi trong của chân trái xuống, nâng ngực lên, đưa mặt nhìn sang trái, giữ.
6 5 4 3 2 1 hít vào nâng gối, thở, đổi bên tì đùi trong chân phải xuống, mặt nhìn sang phải, giữ lại. Đúng rồi, đồng thời lực tay của mình cố gắng nâng ngực vặn người sau. 5 4 3 2 1 hít vào dựng hai đầu gối, đồng thời chống mạnh tay xuống sàn, nâng hông căng luôn đùi. Thở, hạ hông xuống, mở đùi sang hai bên, đồng thời vươn dài tay về trước. Hai tay chống ra sau trở lại, khép hai chân, hít sâu, cao hông. Thở, hạ hông, mở đùi, vươn dài tay. Tiếp tục, hít vào, cao hông, căng đùi. Thở, hạ hông, mở đùi, vươn dài tay, kéo dài lưng về trước. Lần cuối cùng, hít vào. Đập mạnh hai gót chân xuống sàn, kích hoạt phần đùi của mình, cố định bụng lại nào. Lực bắp tay đẩy cao ngực hơn, giữ 6 5 4 Cố gắng chỉnh hai lòng bàn chân của mình song song, cao hông hơn nữa. 3 2 1 Hạ mông, mở hai đùi, vươn dài tay về phía trước, giữ. Hít sâu, thở, rướn tay xa người, tư thế sâu hơn. Hít sâu, thở. Hít sâu, thở, hạ lòng bàn tay, hạ cùi chỏ, thả lỏng đầu, hạ trán, thả lỏng thắt lưng. Đúng rồi, vừa đây vài nhịp thở, cố gắng thả lỏng luôn hai vai, trùng tay. Đúng rồi, thả lỏng luôn hai bắp tay. Chống tay xuống sàn, nâng người lên, đồng thời ôm hai đầu gối, cúi cằm, thư giãn. Thôi, bây giờ mình đứng lên hai đầu gối, mở chân phải sang ngang. Những ai bị đau gối thì mình lót thêm một cái khăn vào đầu gối trái của mình, cố gắng cố định hông lại, xoay mũi chân về trước. Hít vào, dang rộng hai tay, thở, hạ tay phải, nghiêng người sang phải. Hít vào, dang rộng tay, thở, nghiêng trái, chống tay xuống sàn, giữ tay vuông góc, đồng thời co chân phải, lật cao đầu gối, nhìn lên. Duỗi thẳng chân, hạ chân, hít nâng người, dang rộng tay, thở, nghiêng phải. Hít sâu, thở, điều chỉnh tay vuông góc, cố định bụng lại, lật cao gối hơn. Lần cuối cùng, hít vào, dang rộng tay, thở, hạ tay phải, rướn cánh tay trái của mình, mở ngực, nhìn lên. 7 6 Cố gắng không để lệch hông. 5 4 3 2 Giữ nguyên tư thế, tập trung vào bụng của mình, nâng tay phải lên, đan các ngón tay, lật lòng bàn tay ra ngoài, căng bắp tay, kéo lường sâu hơn, giữ. 6 5 4 3 2 1 Hít vào, dang rộng hai tay, thở, lần cuối, điều chỉnh lại tay vuông góc vai đứng, co chân, cố định bụng lại, lật cao đầu gối, đồng thời vươn tay phải nhìn lên, giữ. 7 6 Mình hơi xiết cái mông phải lại, lật cao gối hơn, cố định bụng nào, không cong lưng. 5
căng đùi cao gối nữa. 4 3 đúng rồi, 2 giữ nào, chân phải co, hạ lòng bàn chân chạm sàn, hít vào nâng người dang rộng hai tay, thở mình đặt tay phải trước chân phải, hít vào vươn tay trái, đồng thời mở dần ngực, căng lưng nhìn lên giữ. 8 7 cố gắng lòng bàn tay chạm sàn, đúng rồi. 6 5 4 3 2 1 hít vào, dang rộng tay, mở gót chân phải ra ngoài, thẳng chân trở lại, thở chống hai tay xuống, điều chỉnh hai tay và đùi trái vuông góc với sàn, thẳng lưng, hít vào quay sang trái, đồng thời vươn tay, thở từ từ luồn tay trái dưới thân người, vặn người sau, hít vào vươn tay trái hướng trần trở lại, cao vai nữa, thở nếu được trùng tay phải xuống tư thế sâu hơn, lần cuối hít vào vươn cao tay trái lên, đúng rồi, cố gắng lực tay dưới mở vai giữ. 5 4 3 2 1 luồn tay trái nào, tay trái của mình sát vào, đúng rồi, vặn người sau, hạ luôn vai trái xuống, nhìn sang bên phải, hít vào vươn tay phải hướng trần, bám chặt tay trái xuống sàn, vặn người, mở tay phải, đúng rồi, tư thế sâu hơn. Những ai có vấn đề cột sống ạ, tay của mình nâng cao một chút, đừng vặn người sau. Còn những hậu viên trẻ ạ, cố gắng giữ tư thế sâu hơn bằng cách hạ thấp tay. 6 5 4 3 2 1 hít nâng tay phải, thở ra chống tay xuống sàn, đúng rồi, thẳng hai tay nâng người trở lại, điều chỉnh đùi tay vuông góc, hít vào nâng chân phải vươn cầm, thở co chân gối chạm trán ngọc cầm, hít vào duỗi chân vươn cầm mở vai, thở hít vào, thở lần cuối, hít vào, thở. Tư thế này mình tập trung cột sống trước, lực cánh tay nào đẩy lồng ngực lên, đúng rồi, lực bụng của mình siết lại, kéo chân sát vào người hơn. 6 5 4 3 2 1 hít vào duỗi chân phải ra sau, thở cố gắng đặt lòng bàn chân giữa hai tay, đúng rồi, đẩy hông về phía trước, hít vào mở tay căng ngực, thở đang các ngón tay dựng hông lên, lật lòng bàn tay đẩy lòng ngực ra sau, thẳng dần chân, đẩy hông về trước, hít vào căng ngực lên, căng bắp tay, thở lần cuối, hạ thấp hông, hít vào căng ngực, chắc bắp tay cao cầm giữ. 6 5 4 3 2 1 thở đang các ngón tay, thẳng chân, đẩy lòng ngực ra sau giữ. 5 4 3 2 từ từ đẩy hông về trước, đồng thời hít vào, thở đi người sang phải. 7 6 5 4
3, 2, thẳng lưng hít vào vươn tay, thở chống hai tay xuống sàn, đúng rồi, cố gắng duỗi thẳng được chân trước, để nhẹ hơn ở cổ chân mình nhích nhẹ mũi chân lên, hít vào nhón tay dài lưng, thở chùng tay theo khả năng, hít vào thẳng tay nâng đầu lên, thở cứ hạ thấp tay người theo khả năng. Lần cuối cùng hít sâu, học viên mới mình giữ ở đây thôi, còn lại mình đi bộ hai tay về phía trước. Đúng rồi, thấp dần người, kéo dài lưng lên chân giữ lại. Nếu được mình hướng dần mũi chân phải về phía đầu. 6 5 4 3 2 1 lùi hai tay ra sau. Đúng rồi, đồng thời co chân phải bước ra sau. Lùi mông ở tư thế đứa trẻ. Mông chạm gót chân. Đúng rồi. Hơi tách nhẹ đùi, bụng lột về giữa đùi. Duỗi thẳng hai tay về trước hoặc ra sau. Đặt tay ở nơi vai của mình cảm thấy thư giãn nhất. Thư giãn luôn vùng thắt lưng. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Mình từ từ vươn lại tay ra sau. Trở lại đứng lên hai đầu gối. Mở chân trái sang ngang. Cố định một chân về phía trước. Hít vào dang rộng hai tay. Thở, hạ tay trái nghiêng người sang trái. Hít vào dang rộng tay. Thở, hạ tay phải điều chỉnh tay vuông góc, cố định bụng đồng thời co chân trái lật cao gối. Duỗi thẳng chân trở lại, hạ chân chạm sàn. Hít vào dang rộng hai tay. Thở, nghiêng trái. Hít vào dang rộng tay. Thở, tay vuông góc, lật hông cao gối. Hít vào lần cuối nào, dang rộng tay cao người lên. Thở, hạ tay trái, rướn cánh tay phải. Giữ hông của mình lại trước. Nếu được tư thế sau dần đi bộ tay thấp hơn. 7 6 5 4 3 2 Giữ nào, kiểm soát ở phần bụng của mình, nâng tay trái lên, đan các ngón tay, lật lòng bàn tay ra ngoài, căng luôn bắp tay phải, căng xuống lườn giữ. 7 6 5 4 3 2 1 Hít vào dang rộng hai tay. Thở nghiêng phải, điều chỉnh nào tay của mình vuông góc, mở vai, vươn tay, co chân trái lên, cố định bụng lại, lật cao đầu gối. Đúng rồi. Hơi siết mông trái, cao gối hơn, giữ. 7 6 5 4 3 2 Giữ nguyên chân trái như vậy, hạ lòng bàn chân chạm sàn, mũi chân hướng ra ngoài, hít vào dang rộng hai tay. Thở, đặt tay trái trước chân trái, đồng thời hít sâu vươn tay qua đầu. Rướn cánh tay, mở ngực nhìn lên giữ. 8 7 6 5 4 3 2 1 Hít vào nâng người, dang rộng tay, đồng thời mở gót chân trái ra ngoài thẳng chân. Thở, chống hai tay xuống, thẳng lưng, hai tay vào đùi phải vuông góc với sàn. Hít vào quay sang phải,
vươn tay, thở lùng tay phải giữ thăng người, đồng thời vặn người nhìn sang bên trái, hít vào vươn tay, thở nếu được mình trùng tay trái hạ thấp vai hơn, lần cuối hít vào vươn tay, đúng rồi, cố gắng đừng đẩy hông ra sau, hông về trước, hạ lòng bàn tay dưới, vặn người, đúng rồi, cao tay phải lên nữa. 7 6 5 4 3 2 1 lùng tay phải dưới thân người sang ngang, hạ vai, đúng rồi. Hít vào vươn tay trái, tư thế dễ thì mình vươn tay vuông góc. Nếu được mình vặn người sau, hơi nâng hông lên một chút, đồng thời rướng dàn tay sang ngang, giữ. 8 7 6 5 4 3 2 1 hít vào nâng tay, thở ra chống tay, nâng người điều chỉnh lại, tay đùi phải vuông góc. Hít vào nâng chân trái, đồng thời vươn cằm mở vai. Thở ra co chân, đẩy lồng ngực lên cao, cúi cằm. Hít vào duỗi chân, vươn cằm mở vai. Thở. Hít vào. Thở. Lần cuối, hít sâu. Thở. Tập trung cột sống của mình trước, lực tay đẩy lồng ngực lên, lực bụng kéo đùi. 6 5 4 3 2 1 hít vào duỗi chân trái. Thở co chân trở lại, đặt chân trái giữa hai tay. Đúng rồi, đẩy hông về phía trước, kéo dài lưng mở ngực, hít sâu cuộn vai. Thở đang các ngón tay, đẩy lồng ngực ra sau, đồng thời lùi dần hông, tay về trước. Đúng rồi, cố gắng đừng chồm người luôn, lưng thẳng lên. Đẩy hông về trước, hít vào, ngực lên nào, rướng bắp tay ra sau, cao cầm. Thở, lưng thẳng, chân thẳng, đang các ngón tay, chỉ lồng ngực của mình thôi, đẩy căng ra sau. Thẳng chân luôn nào. Lần cuối, hít vào đẩy hông về trước, dài lưng mở ngực đồng thời, căng bắp tay, vươn cằm, giữ lại. 7 6 5, đúng rồi, lực bắp tay mạnh hơn. 4 3 2 1, đan các ngón tay, đúng rồi. Tập trung nào, lưng của mình thẳng, chân thẳng luôn. Đẩy lồng ngực ra sau, giữ. 5 4 3 2 Từ từ đẩy hông về trước, đồng thời hít vào tay hướng trần. Thở nghiêng người sang trái. Giữ. 7 6 Căng bắp tay nghiêng sâu hơn. 5 4 3 2 1 Hít vào vươn hai tay, thở chống tay xuống sàn. Đúng rồi, giữ đùi sau vuông góc, thẳng chân trước lên, bớt áp lực cổ chân bằng cách nâng nhẹ mũi chân, duỗi thẳng hai tay, hoặc mình nhón tay lên sẽ đỡ căng chân hơn. Hít sâu kéo dài lưng, thở trùng tay theo khả năng. Hít sâu thẳng tay dài lưng, thở hạ người thấp hơn. Hít sâu. Thở. Lần cuối, hít sâu. Hậu viên mới mình chỉ cần hạ được lòng bàn tay, cố gắng thẳng chân và thẳng lưng. Còn lại đi bộ hai tay về phía trước. Hướng dần đỉnh đầu về phía mũi chân trước. Giữ tư thế theo khả năng.
7 6 5 4 3 2 1 Lùi hai tay ra sau, đồng thời co chân trái bước ra sau, lùi hông bởi tư thế đứa trẻ, mông chạm gót chân, tách nhẹ đùi. Rồi vươn dài tay về trước hoặc ra sau, thả lỏng dần thắt lưng, giữ hơi thở sâu, hít sâu, thở, thả lỏng hai vai, hít sâu, thả lỏng thắt lưng, hít sâu, thở, hít sâu, thở. Bây giờ mình duỗi thẳng hai tay về trước, mông chạm gót chân, bám chặt tay. Đúng rồi, nâng đầu nhìn về trước, hít vào, ta về lại tư thế con mèo. Sau đó mình hạ đùi về rắn hổ mang. Những ai có vấn đề về lưng dưới thì mình hơi chùng tay mở vai, còn lại mình cố gắng thẳng tay. Thở, cúi cằm, lùi mông, trở lại tư thế đứa trẻ. Nếu được mình mềm dẻo cuộc sống hơn, cuộn lưng đẩy lồng ngực lên, hít vào, hạ đùi, mở ngực, cuộn vai, cao cằm. Thở ra, cúi cằm, lùi hông, tư thế đứa trẻ. Hít vào, cuộn lưng, hạ đùi, ngực trước hai bắp tay, đồng thời vai ra sau, vươn cằm. Thở ra, cúi cằm, lùi hông. Lần cuối, cuộn lưng, hít vào, rồi hạ đùi xuống, ngực trước hai bắp tay, cuộn vai. Rồi lưng yếu thì hơi chùng tay, lưng khỏe mình thẳng tay, vươn cằm, giữ 5 4 3 2 1 Từ đây cúi cằm, bấm mũi chân, lùi hông ta về chó ướp mặt, bước lên nửa lòng bàn chân. Đúng rồi, mình đi từ tư thế chó ướp mặt cơ bản, hít vào, giữ nguyên lưng tay như vậy, nhón chân trùng gối, đưa hai đùi sát vào bụng. Đúng rồi, thở, đạp mạnh gót chân xuống sàn, căng mông xuống đùi sau. Hít vào, nhón chân trùng gối, đừng hạ thấp trán nữa mà cố gắng lực tay của mình đẩy cao hông, kéo dài thắt lưng ra. Thở, đạp mạnh hai gót chân. Đúng rồi, tư thế này giúp cột sống của mình được thư giãn. Hít vào, nhón chân trùng gối. Rồi lực tay của mình nào, đẩy phần hông lên cao, thư giãn hai bên hông thắt lưng. Thở, đạp mạnh gót chân xuống. Nếu được thì mình nâng luôn mũi chân, kéo giãn chân sâu hơn. Lần cuối, hít vào, nhón chân trùng gối. Lực tay nào, đẩy cao hông của mình lên. Thở, đạp mạnh gót chân xuống sàn. Rồi hít vào, từ đây mình nâng lung chân phải, cố gắng không lệch hông. Đúng rồi, đẩy mông trái lên cao, cụp hông phải xuống, giữ 5 4 3 2 1 Thở ra, đặt chân phải ngay giữa hai tay, hạ gót chân sau xuống. Chiến binh một nào, hít vào, vươn hai tay, thở, mở ngực, nhìn lên, giữ 8 7 6 5 4 3 2 1 Hít vào, về chiến binh hai, dang rộng hai tay, nhìn theo tay phải của mình nào. Đúng rồi, thẳng cột sống, cố định bụng dưới lại, từ từ hạ thấp hông, điều chỉnh lại đầu gối, mũi chân thẳng. Đối với học viên mới, hông của mình chưa được dẻo dai thì mình nâng hông lên một xíu, nhưng giữ đầu gối và mũi chân thẳng, còn lại thì tư thế sâu hơn. 6 5
4 3 2 1 chống hai tay xuống sàn, nhón chân sau, hít vào, bước chân trái lên. Rồi, thở hạ thấp hông xuống. Trùng chân xuống nè. Đầu gối của mình không vượt các ngón chân, hít vào vươn hai tay qua đầu. Thở siết bụng giữ. 5 4 3 2 1 hít vào thẳng chân. Thở gập người, hai tay ôm cổ chân. Giữ. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở ra, chống hai tay xuống sàn. Rồi, hơi trùng gối, đồng thời bước luôn hai chân, đẩy mông lên cao về chỗ ấp mặt. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Hít vào, nâng chân trái. Rồi. Chắc lực hai tay của mình ở dưới thảm, đẩy dần mông phải lên cao. Giữ. 7 6 Ở những hội viên mới, hông của mình chưa được dẻo dai thì mình cứ hạ thấp chân xuống, nhưng cố gắng giữ mông ngang. 5 4 3 2 1 Đặt chân trái giữa hai tay, hạ gót chân sau, trùng chân trụ. Hít vào, vươn tay chuyển mình một. Thở thấp hông, mở ngực nhìn lên. 7 6 5 4 3 2 1 Hít vào, ta về chuyển mình hai. Đúng rồi, đầu tiên mình nâng hông lên, giữ thẳng lưng, siết bụng trước, xoay mũi chân. Đúng rồi, trùng chân xuống khi được. 7 6 5 4 3 2 1 Chống hai tay xuống sàn, nhón chân sau, hít vào, bước chân phải lên. Thở, ôm cổ chân. Những ai có vấn đề về chân hoặc chân yếu thì tư thế này mình hơi trùng gối trở lại. Còn lại thì mình cố gắng thẳng chân. Giữ. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Nâng người, hít vào, vươn hai tay hướng trần. Rồi. Thở, chắp tay trước ngực, cúi cằm. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Hạ tay, mở hai chân của mình bằng chiều ngang của thảm. Bây giờ mình xoay hai mũi chân sang hai bên. Đối với hội viên lớn tuổi, thăng bằng chưa tốt thì mình hơi chéo mũi chân về phía trước. Những hội viên lâu rồi, chân dẻo thăng bằng tốt thì mình tách luôn mũi chân. Hít vào, vươn hai tay. Thở, cố định bụng, trùng chân, đồng thời dang rộng hai tay. Hít vào, vươn tay. Thở, siết bụng, trùng chân, dang rộng tay. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Lần cuối, hít sâu. Thở. Đúng rồi, cố định bụng của mình lại. Nếu được, mình tách đùi sang hai bên, căng đùi trong hơn. Đau chân thì hông hơi nâng lên cao. 5 4 3 2 1 Đặt hai tay lên chân, thả lỏng hông của mình ra.
Hít sâu thẳng lưng, thở đẩy vai phải về trước, nhìn sang trái. Hít vào quay về trước, thở đổi bên. Hít vào, thở. Hít vào, thở. Lần cuối, hít vào, thở, giữ, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, thở, đổi bên, giữ, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, nhìn về trước, thở trượt dần tay sang hai bên, hạ lưng song song, chân yếu thì mình gác tay, đúng rồi, hoặc mình chống luôn tay, chân khỏe bây giờ mình rời tay ngang vai thôi, thăng bằng tốt nữa mình nhón chân lên luôn, đúng rồi, tay giữ theo khả năng phù hợp với người, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hạ gót chân, chống hai tay xuống, từ từ khép hai mũi chân về trước, thẳng chân, cuộn tròn lưng của mình, hít vào nâng người, dang rộng hai tay, thở ôm cù chỏ gặp người, thả lỏng, lên xuống thân trên. Hít vào cuộn lưng đồng thời, dang rộng tay mở ngực, thở. Lần cuối, hít vào, thở. Chống hai tay xuống sàn, co chân phải, đồng thời hạ mông. Đúng rồi, duỗi thẳng hai chân về phía trước, lên xuống đùi. Co chân trở lại, ôm đùi, lăn lưng. Thôi, ta nằm xuống sàn, dang rộng hai tay. Hít vào, co hai chân nâng lên khỏi sàn. Thở, hạ chân sang phải, nghiêng mặt sang trái. Hít vào, nâng chân. Thở ra, đổi bên. Hít vào, nâng chân. Thở. Hít vào, thở. Lần cuối, hít vào, gác chân trái lên, hoặc xuống bắt chân phải nếu được, hạ sang bên phải. Rồi. Tay phải của mình nào, tì đầu gối trái xuống thấp, rướn người sang bên trái, cố gắng hạ khuỷu tay, thấp dần vai, vặn người, vừa đây vài nhịp thở. Hít vào, nâng chân, gác chân phải lên, nếu được mình quật xuống bắp chân trái, hạ sang bên, tay tì gối, mặt nhìn sang bên phải, rồi rướn người sang bên, thấp dần vai, dưa đây vài nhịp thở. Sáu mươi phút của bài tập Gentle Yoga của huấn luyện viên Kim đã trôi qua. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ. Để biết thêm nhiều video thì mọi người có thể truy cập vào fanpage Facebook của California Fitness and Yoga. Namaste.